Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mạn Studio. Không để các bạn chờ lâu thì mình sẽ vào việc luôn. Video này sẽ làm về chiếc laptop gaming Lenovo Legion 5. Phiên bản mình đang có ở đây là phiên bản cấu hình cao cấp nhất, sử dụng là CPU AMD R7-5800H cùng với card NVIDIA RTX 3060. Cái phân khúc gaming giá rẻ luôn luôn là một cái phân khúc có sự cạnh tranh khốc liệt với nhiều thương hiệu và nhiều tùy chọn khác nhau. Và năm nay ấy, thì Lenovo đã tung một đòn cực mạnh vào phân khúc này, để xem là cái đòn đánh này thì nó sẽ có cái gì. Bình thường ấy, thì ở cái đoạn này mình sẽ cảm ơn các thương hiệu thì đã cho mình mượn máy hay là tài trợ hay là thuê review gì đó. Tuy nhiên thì chiếc máy này không phải là đi mượn mà là mình đã thuốc cái thằng em, tức là cái thằng mà edit video này và cái thằng chính là cái thằng đang quay video ấy, là mua cái chiếc máy này về để thay cho cái máy gaming của lỗ sĩ 3 năm tuổi của nó. Được, mời thì tôi mua máy về để cho ông quay video review à? Mình đùa đấy, khi nhận lời tư vấn cho thằng em chiếc máy ấy, thì mình cũng đã xem xét kỹ và nhận thấy là chiếc máy này là một chiếc máy cực kỳ đáng mua trong phân khúc. Với cái mức giá khởi điểm khoảng 23-24 triệu cho cấu hình là R5-4600H, card GTX 1650 cho đến cái phiên bản cao cấp nhất là khoảng 33 triệu cho cấu hình R7-5800H và card RTX 3060 ấy, thì mình hiện tại vẫn đang chưa tìm được cái điểm gì để chê trong build của chiếc máy này. Tất nhiên ý, trong phân khúc giá này thì chúng ta hoàn toàn không thể mong một chiếc máy có lớp vỏ được làm từ kim loại. Lenovo Legion 5 được hoàn thiện từ nhựa, lớp vỏ máy được gia công có một chút nhám để chống bám vân tay. Về tổng quan ý, thì build máy mang lại cái cảm giác chắc chắn. Kể cả khi chúng ta tác động một lực khá mạnh vào nắp máy ý, thì nó cũng rất ít flex. Bản lề máy được gia công chắc chắn, nó có thể mở ra bằng một tay và mở tới tận 180 độ. Mình vẫn chưa hiểu lắm cái ý đồ của Lenovo khi cho một chiếc máy gaming có bản lề mở rộng như thế này. Tuy nhiên thì đấy vẫn có thể coi là một điểm mạnh của máy. Phần xung quanh thân máy được Lenovo thiết kế tối ưu cho trải nghiệm sử dụng. Hiện tại thì dòng Legion Gaming đang là sản phẩm dẫn đầu phân khúc trong việc đưa hết các cổng kết nối ra mặt sau của máy, giúp cho game thủ chơi game dễ dàng hơn, không sợ vừa víu dây. Chúng ta sẽ có là 4 đường thoát nhiệt cực lớn, gồm có 2 bên hông và 2 ở đáy máy, giúp đảm bảo cái lượng airflow cho tản nhiệt. Đặc biệt ấy thì chúng ta còn có một nút gạt camera, giúp tắt camera khi không cần thiết, xịn như các máy dòng doanh nghiệp. Mặc dù là hai bên hông máy còn rất nhiều khoảng trống, nhưng không hiểu sao Lenovo lại không trang bị cho Legion 5 khe đọc thẻ SD. Điều này sẽ gây một sự bất tiện cực kỳ lớn cho anh em làm ảnh và video nếu mua chiếc máy này. Bàn phím trên Lenovo Legion 5 là loại full size có bàn phím số với hành trình phím bấm sâu, hỗ trợ anti-ghosting. Trong quá trình sử dụng rất ít xảy ra hiện tượng flex. Theo mình thì đây là bàn phím gaming tốt nhất phân khúc. Đặc biệt bàn phím này còn hỗ trợ LED RGB, tùy chỉnh được tận 3 profile đối với phần mềm. Hơi tiếc một chút là không hỗ trợ ứng dụng Corsair IQ như trên các phiên bản cao hơn. Chúng ta có màn hình Full HD IPS viền mỏng, tần số quét lên tới 165Hz, hỗ trợ FreeSync và G-Sync. Với độ sáng lên tới 300 nits cùng với giải phủ màu 100% sRGB thì dù là chơi game hay là làm đồ họa đều mang lại trải nghiệm cực kỳ tốt. Với cấu hình mình đang sử dụng gồm có R7-5800H cùng với card RTX 3060 thì có thể thoải mái chiến max setting tất cả các tựa game ở độ phân giải Full HD. Ở chế độ hiệu năng cao, card màn hình có thể lên tới 130W cùng với CPU 45W, nhưng tản nhiệt làm việc cực kỳ hiệu quả, giữ cho mức nhiệt loanh quanh chỉ khoảng 80 độ C. Viên pin đi kèm theo cấu hình này là loại 80Wh cho thời lượng sử dụng theo như Lenovo công bố là 8 tiếng. Tuy nhiên thì thực tế mình chỉ đạt được 4 tiếng rưỡi. Hy vọng là sau khi trải nghiệm đủ lâu thì mình sẽ tinh chỉnh để mang lại cái thời lượng dài như hãng đã công bố. Tổng kết lại thì đây là một chiếc máy có rất nhiều ưu điểm, cho nên là mình mới tư vấn cho thằng em mình mua. Các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy comment xuống bên dưới để chia sẻ ý kiến nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho Mạn Studio ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.